Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn. Thì uh, thời điểm hiện tại đang là thời điểm rất hot của VinFast, đó là sự kiện ra mắt VF6. Thì uh, bắt đầu thời hiện gian là từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 là thời hạn đặt cọc và giữ chính sách. Thì hôm nay em xin uh, được phân tích cũng như chia sẻ hai phiên bản của VF6, đó là phiên bản VF6 Plus và v, uh, VF6 bản bay. Thì xem hai phiên bản này giá và khác nhau nhiều không? mọi người cùng xem hết video với em nhé. Xin mời. Sau đây em xin phép được so sánh giữa hai phiên bản của VF6, đó chính là VF6 Plus và VF6 bản Bay thì để cho khách hàng nắm được hai phiên bản này để khách hàng lựa chọn làm sao cho phù hợp nhất. tại vì cái chính sách cọc tiên phong áp dụng từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 tức là khách hàng chỉ có 10 ngày để khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình và đặt cọc xe để được hưởng chính sách tiên phong thì mới đầu em nói chút qua về giá thì giá của hai phiên bản sẽ là 675 triệu đối với bản B và bản Plus sẽ là 765 triệu bản Plus đó là hai phiên bản thuê pin và mua pin sẽ là 765 triệu và Plus sẽ là 855 triệu đối với hai phiên bản là như thế. Thì để nhận biết đầu tiên giữa hai phiên bản thì nó cũng ở xe này thì nó sẽ khác nhau khá nhiều đấy. Thì em xin phép em chia sẻ luôn. Thì việc đầu tiên là nếu ở ngoài nội thất của xe thì đó là la răng của xe. Nhìn dễ cho khách hàng dễ nhận diện nhất là la răng của xe là của bản VF9 Plus sẽ là 19 inch còn đối với bản x bay sẽ là 17 inch thôi tiếp đó là cái viền cửa của xe viền cửa của xe thì đối với bản Plus sẽ được mạ Chrome còn đối với bản bay sẽ là chỉ được là doang cao su thôi nhé mọi người nhé Thì đấy là tại vì cái cái mạng Chrome thì sẽ giúp nhìn trong xe nó sang hơn và nhìn trong sáng hơn nó có điểm nhấn của xe hơn cái đến là phần đèn xe thì cả hai được đều trang bị đèn led nhưng ở plus sẽ được thêm một chút là có thể điều chỉnh được góc mọi người nhé plus sẽ được điều chỉnh được góc chiếu sáng của đèn pha tiếp đến là đèn ở sau đèn nhận diện thương hiệu thì đối với bản bay sẽ là chỉ là tấm phản quang thôi còn đối với bản plus sẽ là được đèn đèn nhận diện thương hiệu nhé là cái hình chữ V mà mọi người hay buổi tối hay nhìn thấy đấy đấy là gọi đèn nhận diện thương hiệu tiếp đến là gương chiếu hậu ở ngoài thì gương chiếu hậu thì sẽ được chỉnh điện tích hợp báo rẽ gập điện và tự động điều chỉnh khi khách hàng lùi tức là khách hàng lùi xe là mặt gương cũng sẽ điều chỉnh theo góc làm sao cho phù hợp với góc khách hàng nhất thì chỉ được trang bị trên plus thôi còn bản bay chỉ gọi bay chỉ có là chỉnh uh, gương và chỉnh mặt gương nhé mọi người nhé chỉnh mặt gương và cảnh báo cảnh báo điểm mù thôi về phần nội thất thì uh, ưu tiên hàng ghế thì ghế đầu tiên của xe VF8 Plus à, VF6 uh, Plus thì sẽ được uh, trang bị hai loại mẫu ghế da cao cấp đó là bà ghế da màu lâu và ghế da màu đen tức là khách hàng sẽ được lựa chọn hai mẫu ghế da nhé còn đối bản bay thì khách hàng chỉ được một mẫu ghế da thôi đó là màu đen ghế thì uh, plus sẽ được chỉnh điện 8 hướng và thông gió còn đối với bay thì sẽ được chỉnh hiện 6 hướng thôi mọi người nghe rõ nhé chỉ được 6 hướng thôi về phần uh, điều hòa thì điều hòa của vf 6 Plus này sẽ được trang bị hai vùng điều hòa tự động mà trên bay chỉ một vùng điều hòa thôi. Nhưng mà có cái điểm này rất hay này. Đó là khách hàng sẽ được trải nghiệm là cái lọc gió ion và lọc gió không khí ở trên cabin hệ 1.0. Thì cái lọc gió này cũng tạo cho khách hàng lấy không khách hàng lấy không khí sạch nhất khi mà khách hàng di chuyển ở trên xe cũng là tạo điều kiện để giữ gìn sức khỏe cho khách hàng khi mà khách hàng ở trên xe di chuyển dài thì ngày dài. Về hệ thống giải trí thì loa của VF8 Plus sẽ được trang bị là 8 loa, còn đối với bản bay sẽ là 6 loa. Và gương thì ở gương chiếu hậu thì là chống chống chói, còn đối với bản bay sẽ là gương gương chiếu hậu thường. Về phần động cơ, cái này thì có thể là một số khách hàng sẽ thích hơn về phần động cơ thì VF6 Plus sẽ được trang bị là 150 kW động cơ là 150 kW và đối với bản bay chỉ là 100 kW thôi và 300 lưu tôn 310 lưu trên mét tức là công suất ấy, nhìn đến 310 lưu tôn còn đối với bản bay chỉ là 135 lưu trên mét thôi tức là sản sinh ra mã mã lực lớn ấy. Tiếp đến là quãng đường di chuyển thì uh, di chuyển của bản bay sẽ là 400 cây số còn với bản Plus thì sẽ là 380 cây số. Thực ra cái này cũng nhiều khách hàng bảo tại sao Plus lại trang bị option nhiều hơn mà lại quãng đường di chuyển lại thấp hơn có phải là do pin không? Cái này thực sự không phải do pin nhé mọi người nhé, tất cả các dòng xe là không liên quan gì đến pin đâu mà là do cái công suất. Tức là công suất càng lớn thì lượng tiêu hao càng lớn cũng kiểu như xe xăng thôi công suất lớn thì sang nó sẽ tốn nhiên liệu hơn thì pin nó sẽ cũng đi được quãng đường ít hơn đấy là của công nghệ của pin nhưng mà cái này thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều tại vì nó chênh nhau có một chút thôi nên thành ra không ảnh hưởng gì về hai cái phần đó tiếp đến là phần hỗ trợ lái ADAS thì cái này thì trang bị gần như là của VF8 sẽ được trang bị gần như là hết cho VF6 bản Plus còn bản Bây thì sẽ chỉ được có cam 360 này, hỗ trợ lùi này và cảnh báo vượt này, điểm mù thôi này. Nhưng đối với ADAT thì sẽ được trang bị ADAT là bao gồm là hỗ trợ lái trên cao tốc này, cảnh báo lệch làn này, kiểm soát đi giữa làn và tự động chuyển làn. Tiếp đó là giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ qua màn hình nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm, cắt ngang khi lùi xe, điểm mù ở cửa và trợ lái có tự động, phanh khẩn cấp trước và sau. Tức là cũng có như VF8 là khi mà có vật cản hay này là hỗ trợ lái sẽ tự động phanh, già phanh luôn, phanh khẩn cấp luôn đấy mọi người nhé. Cái đấy cũng là một phần an toàn đấy. Cảnh báo va chạm khi đi qua giao lộ và hỗ trợ giữ làn và đèn pha thích ứng Đèn pha thích ứng này thì cũng là một cái hay Để khi ví dụ mình đi đối đầu với một xe nào đấy Thì cái đèn pha nó sẽ Điều chỉnh được một chút Giúp làm sao không bị uh, Chiếu dọi làm uh, Ảnh hưởng đến khi người lái xe Và đặc biệt Hai phiên bản này về giá Thì vừa nãy em đã nói rồi nhưng Thời điểm chính sách này đối với cọc tiên phong nhé mọi người nhé Cọc tiên phong từ ngày 20 tháng 10 Đến ngày 30 tháng 10 Khách hàng sẽ được giảm 20 triệu tiền mặt trực tiếp vào giá xe 20 triệu tiền mặt Tiếp đó khách hàng sẽ được Đi giới hạn là 3.000 km 3.000 cây số một tháng nhá Mà chỉ có 1 triệu 8 Tức là hơn là hẳn các dòng xe của VF34 và VF5 thời điểm này hiện tại Đi được 3.000 cây số Tức là khách hàng một tháng Một ngày khách hàng phải đi 100 cây cơ Thì mới đi hết được 3.000 Tiếp đó là khách hàng sẽ được sạc miễn phí công lơi công cộng trong vòng 1 năm. Đấy là chính sách cọc tiên phong thời điểm đầu tiên này áp dụng cho khách hàng trong vòng 10 ngày. Và đặc biệt là cái thời điểm này là thời điểm khách hàng có thể lên lựa chọn giữa hai phiên bản. Thì theo em đánh giá một chút nhé. Thì hai phiên bản này về phần uh, kinh doanh đối với khách hàng mà đang kinh doanh thì nó sẽ hợp lý hơn đối với bản bay tức là option của bản bay là gần như để cho khách hàng kinh doanh nhiều hơn còn đối với bản plus sẽ phù hợp với xe nhà gia đình hoặc anh chị em ở đi trong nội nội khu hoặc là nội đô thì nó sẽ được tối đa nhất cái uh, chức năng của xe cũng như phù hợp với gia đình vì cái tính năng an toàn của trên xe nó được trang bị và hai phiên bản nó chỉ có tranh nhau 90 triệu thôi thì 90 triệu thì lựa chọn của khách hàng đối với khách hàng mà xe sử dụng gia đình là sẽ hợp lý hơn còn đối với bản bay thì áp dụng cho khách hàng mà kinh doanh thì sẽ nhiều hơn để khách hàng thuận tiện khi mà option nhiều hơn này option à, option ít hơn mà km thì lại được đi nhiều hơn Tại vì lượng pin khách hàng có thể lên 400 cây mà thì đồng nghĩa việc kinh doanh dịch vụ sẽ tốt cho khách hàng hơn đấy là hai đặc điểm của hai phiên bản này và chỉ tranh nhau có 90 triệu thôi mọi người nhé nên mọi người hãy cân nhắc chọn giữa hai phiên bản đó là VF6 lựa chọn bản Plus hay là bản B thì mọi người hãy để lại bình luận giúp mình nhé xin cảm ơn qua video vừa rồi mọi người đã nắm được thông tin của hai phiên bản đó là phiên bản VF6 bản B và phiên bản VF6 Plus mọi người cần thông tin chi tiết gì thì liên hệ theo số hotline bên dưới giúp em nhé và đặc biệt mọi người có nhu cầu mua xe hãy ủng hộ em nhé Phúc Tuấn xin chào tất cả mọi người hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo